Cái sản phẩm nó bình thường, nó bình dân như vậy mà đi đóng gói với một cái bao zip. Ba cách để cắt giảm chi phí khi sản xuất một cái áo. Và cách thứ ba là cách mà chắc chắn các bạn phải làm, phải áp dụng. Nên là các bạn hãy xem đến cuối video để biết cái cách thứ ba là cách gì nha. Thì khi mà sản xuất một cái áo á, nó trải qua rất là nhiều quá trình, rất là nhiều công đoạn. Như clip trước mình có chia sẻ với mọi người rồi đó. Thì cái việc mà quá nhiều quy trình, quá nhiều công đoạn, thêm nữa là cái chi phí về vật liệu á, chất liệu á, thì nó cũng làm cho cái giá sản phẩm rơi lên khá là cao, có khá là nhiều khoản phải chi. Nên là chúng ta phải làm sao để tối ưu và cắt giảm bớt được cái chi phí sản xuất một cái áo. Vì nếu như cái chi phí sản xuất một cái áo quá cao, kéo theo đó là cái giá vốn của sản phẩm nó cũng cao. Và khi mà cái giá vốn nó cao như vậy á, thì bạn sẽ khó mà đưa ra được một cái giá bán hợp lý. Tại vì khi đưa ra một cái giá bán mà cao quá thì sẽ khó tiếp cận tới thị trường, cũng như là khó tiếp cận tới đối tượng khách hàng mà mình mong muốn. Và cái thứ hai nữa đó chính là cái giá mà cao quá, giá vốn cao kéo theo là giá bán cao, thì bạn sẽ khó cạnh tranh trên thị trường. Cũng là một cái sản phẩm đó, nhưng mà trên thị trường có một cái cửa hàng khác họ cũng mang y chang mà luôn, giống y chang từ chất liệu, form dáng, màu sắc, hình ảnh này kia luôn, nhưng mà cái giá bán họ đưa ra nó thấp hơn, thì tức là cái sức cạnh tranh của họ có và chắc chắn họ sẽ chiếm ưu thế hơn. Nên là lúc đó bạn sẽ bị thụt lùi lại ngay. Đó là một rủi ro và cũng như là một cái điểm mà bạn cần phải lưu ý. Và cái thứ ba nữa là khi mà cái giá vốn cao á, thì kéo theo cái việc là nếu như cái sản phẩm đó nó không ăn khách, nó không bán chạy và nó bị tồn động, thì cái vốn mà bạn bị chôn á, nó cũng sẽ cao theo luôn. Nên bắt buộc bạn phải tìm cách tối ưu cái chi phí và cắt giảm bớt chi phí sản xuất. Thì cái cách đầu tiên để cắt giảm chi phí sản xuất đó chính là thay đổi về tem mác. Tem mác ở đây á, trên thị trường nó có khá là nhiều loại tem mác khác nhau, và chẳng hạn như là đa phần tất cả các loại sản phẩm á, từ giá rẻ cho tới giá cao, thì nó đều có một cái tem cổ mai ở trên ngay cái phần này nè mọi người. Thì cái tem cổ đó nó cũng không phải chỉ có duy nhất một loại tem cổ, mà nó ti tỷ loại luôn. Nó làm từ nhiều chất liệu khác nhau, ví dụ như lụa nè, vải xô thường nè, rồi hình thêu nè, đó rất là nhiều. Thì mình sẽ lựa chọn những cái nào nó phù hợp nhất và nó tối ưu được chi phí nhất. Ví dụ như cái ngành hàng mà bản thân mình cũng như là khách hàng của mình đang nhắm tới, đó là một cái ngành hàng tiêu dùng thấp và cái thị trường là bình ổn thôi, cái giá bình dân thôi. Thì cái giá bình dân, cái sản phẩm bình dân, thì cái việc mà mai một cái tem cổ nó cũng bình dân thôi, nó không cần quá đắt đỏ đâu mọi người. Khi mà mọi người nghĩ là mai một cái tem cổ nó đẹp, nó xịn, nó sang thì nó mới tạo được cái sự yêu thích cho khách hàng, hay là tạo được cái giá trị sản phẩm, không phải như vậy. Nếu như một cái sản phẩm bạn đang hướng tới là một cái sản phẩm nó có cái giá bình ổn, giá thấp, nó tiếp cận với cái thị trường bình dân, mà bạn đi mai một cái tem cổ quá xịn sò, quá là đắt tiền lên đó, kéo theo là cái giá vốn nó cũng cao, cái bắt buộc bạn phải bán ra cao. Mà khi bán ra cao rồi thì nó đâu còn đúng cái mục đích ban đầu, nó đâu đúng thị trường nó tiếp cận nữa đâu, và chắc chắn là sẽ không bán được đó. Nên là cái việc lựa chọn tem cổ nó cũng là một cách để chúng ta có thể cắt giảm được cái chi phí sản xuất. Và cái cách thứ hai nữa chính là về phần đóng gói. Có rất là nhiều cái trường hợp mình thấy, hôm bữa mình có đi một cái chợ sỉ, mình sẽ không nói tên ở đây, nhưng mà thật sự thì lâu lâu mình không có nhu cầu nhập hàng đâu, nhưng mà lâu lâu mình cũng đi để mình tham khảo thử cho biết á. Thì mình thấy là ở chỗ đó nó có một cái việc rất là lạ, rất là ngộ, đó là nó bán hàng y xì của mình luôn. Y xì ở đây tức là cái loại mặt hàng á, nó khá là giống và cái thị trường nó nhắm tới cũng giống, nên là mình mới gọi là y xì chứ không phải là giống về mẫu mã luôn nha. Đôi lúc á, có những cái thiết kế á, mình thấy là cái chất liệu nó còn dởm, nó còn tệ hơn rất là nhiều so với những cái mặt hàng mà mình từng quay cho mọi người xem, mà mình nói đây là loại vải không được tốt, không được đẹp á. Đó, tại vì do nó nhập vải sale nha mọi người, mấy cái vải mà được người ta tuồn ra, người ta sale trên thị trường á, nên là nó không hề đẹp, nó không hề chất lượng, nhưng mà nó vẫn bán ra với cái mức giá nó khá là cao. Nó cao hơn cái sản phẩm mà mình bán ra hiện tại ở cửa hàng mình luôn. Nên là mình thấy là ủa sao kỳ vậy, cái chất lượng không đạt nhưng mà lại bán với cái mức giá cao vậy. Thì khi mà họ đưa cho mình xem á, mình cầm lên mình mới thấy là trời, cái sản phẩm nó bình thường, nó bình dân như vậy mà đi đóng gói với một cái bao zip, một cái bao rất là xịn sò. Mà mọi người biết một cái bao zip như vậy là nó gần 1.000 đồng rồi đó, mà khi đóng gói như vậy thì nó cơi cái giá sản phẩm lên, rồi thêm nữa là tem giấy, rồi mặt cổ bằng lụa nữa đó. Nói chung là cái sản phẩm nó không đẹp, nhưng lại áp những cái hình thức, những cái vẻ ngoài quá là chỉnh chu vô nó. Cái sản phẩm nó không được chất lượng mà lại áp những cái chi tiết xịn sò sang trọng lên đó, để làm gì, đúng không? Nó chỉ làm cho cơi cái chi phí lên thôi,
Và khi chơi chi phí lên vậy thì cái giá bán ra nó cũng cao theo, mà cao theo thì ai mà mua nữa đó. Và cái cách thứ ba cũng là cái cách mà chắc hẳn là mọi người sẽ phải tìm hiểu và sẽ phải áp dụng nó, và nó cũng rất là cần thiết, đó chính là mọi người sẽ phải tìm một cái cơ sở sản xuất nào đó thật sự uy tín, có tâm và có một cái mức giá hợp lý. Cái mức giá thì trong quá trình mình tìm kiếm, mình làm việc hợp tác với họ thì mình sẽ deal với họ thôi, nhưng mà trước tiên là họ phải uy tín và có tâm, họ mới có thể hợp tác, mới có thể làm việc cho mình được. Họ làm với một cái tâm thế là cả đôi bên cũng phát triển và hiểu được cái điều mình cần, hiểu được những cái lo lắng, những cái trăn trở của mình, và họ sẽ cố gắng giúp mình về cái việc mà tối ưu chi phí, chứ không phải những cái nơi mà sản xuất mà cứ vẽ vời ra làm đủ thứ để cho cái chi phí nó độn lên là không đúng. Và khi cắt giảm được cái chi phí của một cái sản phẩm rồi á thì chắc chắn cái giá vốn nó sẽ thấp, mà giá vốn thấp thì giá bán thấp. Mọi người có quyền đưa ra một cái giá bán nó hợp lý hơn, nó tốt hơn, khi đó thì mọi người sẽ có đủ sức để cạnh tranh với những đối thủ khác. Và thêm nữa là cái giá bán nó ok, cái giá vốn thấp thì mọi người sẽ có cơ sở, sẽ có cái đất để mình áp dụng thêm những cái chương trình khuyến mãi, tặng quà để có thể thu hút hơn, hấp dẫn hơn, lôi kéo khách hàng hơn đó. Và khi mà nếu như cái sản phẩm đó nó có lỡ không chạy thị trường mà nó có bị tồn đọng đi nữa thì cái vốn của mình bị đứng đó, nó cũng không nặng, và mình cũng có thể dễ dàng sell ra, không có bị mất quá nhiều đó. Cái đó là chỉ là trường hợp mà xui lắm thôi nha, chứ không phải là nói trước, nhưng mà thực sự như vậy. Khi mà mình làm thì mình phải lường trước mọi bất trắc, mọi cái điều sẽ xảy ra, nên là có thể xảy ra là mình cũng phải lường luôn đó. Nên là cứ việc áp dụng những cái cách như vậy để mình cắt giảm bớt chi phí đi. Và nếu như mọi người không có sản xuất và thấy sản xuất nó đau đầu quá, phải tìm hiểu nhiều và phải làm đủ cách hết, thì mọi người cứ việc bước đầu cứ việc nhập hàng sẵn để bán cho nó đơn giản hơn xíu, rồi từ từ mình tìm hiểu khi mình rành rồi mình mới bước vào cái khâu sản xuất. Và nhập hàng sẵn thì mình có để một cái link 500 nguồn hàng ở bên dưới mỗi video, mọi người có thể click vào đó và tham khảo. 500 nguồn hàng này rất là uy tín và chất lượng nha, và hoàn toàn miễn phí, không mất bất kỳ một cái chi phí nào hết, nên là mọi người click vào xem ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, nếu như thấy hay thì hãy nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video rộng rãi hơn nữa. Cảm ơn mọi người.